đi vô trong tòa nhà, nhưng mà mình ngó sang bên trái thấy có một cái khu gọi là kiểu cọp đây. À, nhưng mà đang có các bạn học sinh trường Thiên Văn Nam, mình sẽ qua bên này trước xem trong cái khu trường cọp này nó là cái gì. Ô có cái gì ạ? Ô, cái này cái máy chém bạn ạ. Có à? Mình nhớ cái này nó là cái máy chém. Mình sẽ quay xa xa một tí. Đây, cái máy chém. Đây. Máy chém. Chiều cao 4,5 m, lưỡi dao nặng 50 kg, được thực dân Pháp mang sang Việt Nam đàn áp phong trào cách mạng vào đầu thế kỷ 20 và đặt tại khám lớn Sài Gòn ở đường tên là tiền đường Pháp, nay là đường Lý Tự Trọng. Đến thời Mỹ xâm lược Việt Nam, chính quyền Sài Gòn cũ đã đưa máy chém này đi khắp các tỉnh ở miền Nam để hành quyết những người yêu nước. Năm 1960, ông Hoàng Lê Kha là người bị xử tử cuối cùng. Ôi trời, không vẫn còn hình chụp chắc chờ chém không cầm cái đầu. Đây này, ông ấy đây. Ông Hoàng Lê Kha, tên thật là Hoàng Lê Cận, sinh tháng 11 năm 1917 tại thôn Trang Các, tấm ngõ xá này là xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông này là người cuối cùng bị chém bằng cái máy chém này. Ông bị bắt ngày 5 tháng 8 năm 59 và tòa án quân sự đặc biệt của chế độ Sài Gòn cũ tuyên án tử hình vào tháng 10 năm 59. Ngày 12 tháng 3 năm 60, ông là người cuối cùng bị xử tử bằng máy chém theo luật 10/59 của chính quyền Ngô Đình Diệm ở Gây Tật. Nè, máy chém. Mình phải quay cái máy chém này cho các bạn nhìn. Đây này, chắc là thò đầu ở đây. Ồ, đây này. Chắc là nó bắt nằm vào đây, nằm ở cái ghế này, thò đầu vào cái lỗ này, chém xong cái đầu nó rớt xuống đây. Đó, chắc là chém xong cái đầu nó rớt xuống cái thùng này. Còn bên này là cái gì mình không có rành. Bên này nó có một cái giống như của một cái hỏng tôn, bên ngoài có bọc những cái đan mây mấy cái thứ, bên trên thì nó mình chưa thấy nó ghi cái công dụng của cái này nó là cái gì ấy, mình cũng không biết. Rồi, giờ mình đi tiếp nhá, đi tiếp ở trong cái khu chuồng cọp này nhá. Đây này, một cái chuồng cọp kẽm gai, cái này là thực chế thôi nha bạn. Một kiểu phòng giam nhốt tập thể được làm trên nền cát, tù nhân bị lột quần áo túm vào đây bị bỏ đói nhiều ngày liền. Một ngăn dài 1,8 m, ngang 0,75 m, cao 0,4 m, nhốt từ 2 đến 3 người. Người tù phải nằm nghiêng san sát vào nhau, không thể nhúc nhích được. Ngăn còn lại có kích thước dài 1,8 m, ngang 0,75 m, cao 0,6 m, giam từ 5 đến 7 người. Buộc người tù ngồi cúi gập người, không thể ngồi thẳng được. Trời ơi, ghê cho. Giam từ 5 kích thước 1,8 m, ngang 0,75 m, cao 0,6 m, giam từ 5 đến 7 người. Trời ơi, cái này bữa mình đi ở ngoài Trung Quốc, đi là từ Trung Quốc cũng có cái này, rồi nó còn có các cái hình thức tra tấn rồi. Quân Mỹ nó dành cho mình, rồi mình không có quay phim ngày đó, không có làm YouTube lên không quay, rồi mình quay lại cho các bạn. Rồi. Rồi.
giam. Và tù nhân là người Việt mình nhỉ? Và đây một chiến sĩ cộng sản. Mình sẽ đi tiếp. Bên này thấy có một cái cánh cửa. Ôi trời ơi, nhìn như là ma ghê quá trời. Nè, wow, nó dựng cái tượng bên trong nhìn sợ quá. Ồ, nè, mình sẽ quay à. Đó. Ờ, đó. À. Nhưng mà không thấy ghi gì. Được, mình sẽ, à đây. À, để việc tham quan mô hình chuồng cọp được an toàn, bảo tàng chứng tích chiến tranh xin quý khách lưu ý cần có sức khỏe phù hợp với việc tham quan trên cao, đảm bảo trật tự lần lượt từng người, không chen lấn xô đẩy. Hướng dẫn viên và giáo viên cần nhắc nhở các em học sinh thiếu nhi tham quan nghiêm túc theo trật tự, không nên đưa trẻ em nhỏ tuổi tham quan phía trên cao. Ồ, cái này chắc là kiểu dạng mà gây ra những cái cái gọi là rùng rợn này. Bất ngờ đây này, mình quay cái này mình thấy hơi ghê quá, nhìn như người thật đấy. Nhưng mà mình vẫn còn khỏe mạnh nên là, và nói chung là mình cũng khá là thế nên là không có ảnh hưởng gì. Ôi nguy hiểm. Ui đây này, này bạn này, mình nhìn xuống rồi. Chúng mình sẽ quay bên kia. Đây là bạn đi ở bên trên. Bạn nhìn thấy có một tù nhân, chắc là chiến sĩ của chúng ta bị địch nó nhốt. Còn bên này tối tối thì mình cũng có cái tù nhân nữ. Bên này là tù nhân nào? Thì mình sẽ đi xuống xem có gì không. Yeah. Ok. Này. Mình sẽ quay trên đỉnh này. Đây, tù nhân nam của chúng ta. Trên này ghi những cái gì? Chắc là quân đội. Những tù nhân ghi ở đây: đả đảo nhà cầm quyền, đàn áp tù nhân, yêu nước. Ồ, vẽ cả hình hai cánh tay có sợi dây xích, cả tiếng Trung Quốc nữa. Máu ta quý giá hơn vàng, tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dân. À, và bên kia là câu thơ Trung Quốc hay tiếng Trung Quốc mà không biết. Cũng khó nhỏ cái này nó hơi xèo xèo. Cơm ăn đủ no, bệnh tật có thuốc chữa trị. Ồ, có cái tiếng gì đó mà. À, chắc là kiểu loa người ta ấy lại cái tiếng giống như kiểu mở cửa như xiềng xích. Này, nhìn hai cái chân. Mình nhớ cái này nó gọi là cái gì ta? Móng cỏ à? Đó. Cái gì? Ghê này. Cái này là làm sao mà chúng được? Nhìn này. Sắt to. Ok, mình đi tiếp nhá. Vĩ sắt phục chế là loại vĩ sắt đa năng. Phía dưới có nhiều cạnh bén dùng lót đường băng sân bay. Cầu giã chiến lô cốt được cai ngục tận dụng thành một loại dụng cụ tra tấn thâm độc. Họ bắt tù nhân cởi hết quần áo rồi cắm đầu xuống vĩ sắt lăn lộn nhiều lần. Thân thể người tù trần truồng nên máu nên mấu của vĩ sắt làm chóc da đầu, rụng tóc, toàn thân bị lột da tươm máu. Ủa, đây này. Ở đây. Đây là thực tế đấy. À đây. Đó là cái gì này? Bằng sắt. Cái này nó dùng là lót đường băng sân bay hoặc làm cầu giã chiến lô cốt các thứ. Bên này nữa này. Bên này phòng tắm nắng. Còn gọi là chuồng cọp lộ thiên, được xây dựng từ thời Pháp năm 1940, bao gồm 60 phòng giam giữ không mái che,
với diện tích 1.873 m² chia làm 4 dãy, mỗi dãy 15 phòng nằm trong khu vực chuồng cọp Côn Đảo. Ồ, cái này nó ở ngoài Côn Đảo, đây chắc nó phục dựng lại. Phòng tắm nắng là nơi tù nhân bị giam ngoài trời không được mặc quần áo, phơi người dưới ánh nắng gay gắt, nhiệt độ cao hoặc dầm mình trong mưa, đêm về bị phơi xương lạnh. Thời Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, phòng tắm nắng là nơi để đổ thùng cầu dồn phân trong các chuồng cọp lại để đưa đi trồng rau. Mỗi lần tù nhân ra đổ thùng cầu thường bị đánh vì tù nhân tận dụng thời điểm ra ngoài để hưởng chút nắng gió, đôi khi liên lạc và tiếp tế cho nhau. Một số phòng tắm nắng được sử dụng làm nơi tra tấn khủng bố tù nhân theo kiểu đánh hội đồng. Phơi nắng không. Nhưng mà nó ở ngoài Côn Đảo nha bạn. Đây cái bảo tàng này nó chỉ gọi là phục dựng lại thôi. Là mình sẽ đi tiếp xem nào. Bên này. Còn bên này nó là cái gì? Nó xây bằng đá, tường bằng đá. Còn bên này. Cái này là bom. Nghe được tiếng bom mà này. Ở đây nó có loa này. Không nghe được tiếng tiếng bom mà. Ấy. Khu vực này là bom. Đó là bom mìn, giống như những cái vừa nãy mình xem ấy, nhưng mà nó để ở bên này. Giờ mình sẽ đi tiếp qua bên này xem nào. À đây. Bên này là chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam 1945-1975. Mạng lưới là tù tại miền Nam Việt Nam, từ Đồng Hới, Quảng Trị, Huế, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Con Tum, Bình Định, Quy Nhơn, Pleiku, Phú Bội, ở nhiều lắm, nhiều nhà tù nhiễm. À đây. Đây là công ước Geneva năm 1949 được đối xử với tù binh, hàng binh trong chiến tranh. À, nhưng thực ra thì lưỡi nó đâu có áp dụng đâu. Lưỡi nói là mọi đạo luật là giống như mình mới gọi là luật rừng, thằng nào mạnh thằng nào thắng. Nói thẳng là thằng Mỹ là nó chỉ chơi luật rừng với bà. Đây là trung tâm cả những nhà tù, nó ở đây là những nhà tù Thủ Đức này, nhưng mà thành phố Thủ Đức, nhà tù Thủ Đức, Cán Chí Hòa, một nhà tù lớn được xây dựng ngay trung tâm Sài Gòn. Đó, cái này là Chí Hòa, thì như là nhà lao cứu mình là giam 600 cứu mình. Bác Lê Văn Ken đã chọn đúng thành Lê Văn Vũ, sinh viên học sinh nhà ngày cán bộ cách mạng lộ thành. Nhưng mà đây là hình ảnh của các cái nhà lao trại giam tù binh Phú Quốc đây này. À đây, tù binh Phú Quốc. Nếu nào có dịp quay lại Phú Quốc thì sẽ quay cái video về cái nhà tù Phú Quốc này nhá. Các bạn coi. Đây, còn đây là Côn Đảo. Côn Đảo mình cũng muốn đi lắm nhưng mà chưa đi được. Tại vì giá vé máy bay ra Côn Đảo rất là mắc. Phú Quốc thì nó rẻ nhưng mà Côn Đảo mắc lắm. Rồi mình sẽ đi qua bên này xem tổ chức của Mỹ. Đây là những cái tư liệu các bạn. Các cái hình ảnh tư liệu. Ở đây những con chuỗi là mình xem là mình học lịch sử là cũng có những con chuỗi đây này. Ông Nguyễn Văn Chuỗi bị xử bắn tại Cán Chí Hòa lúc 9:45 ngày 15 tháng 10 năm 64. Ồ, bị bắn tại Chí Hòa. Rồi mình mới biết. À, mình xem là
những năm trước thì dẫn ra phát triển. Đây là những hình ảnh từ độ ụt từ lên chết cho được đây là đây là không là mất mình sẽ đi tiếp qua mình rồi. Vùi cui ma chắc. Một là vùi cui ma chắc. Số 1 ở đây. Đây là vùi cui ma chắc. Mình quay cho các bạn hình. Đây là gọi là vùi cui ma chắc. Được dùng trong lúc đàn áp biểu tình, trong phòng thẩm vấn, khi đánh không gây thương tích ngay, nhưng sau đó lại làm thối thịt. Ủa, đánh thì nó không gây thương tích ngay nhưng mà lại thối thịt. Thu tại nhà lao Tân Hiệp, Chí Hòa, tháng 6 năm 75. Ở năm 75 thu lại mấy cái gì thu này nó gọi là dù thu ma chắc. Nó là mình cũng không hiểu là đánh thì gì à, chắc là cái mấy cái dây kia thì là để nguồn tay vào cầm cho nó chắc cho nó đỡ bị rơi ra. Còn đánh thì đánh chắc bằng cái đầu ghế này. Nhưng mà mình không biết là nó bằng gỗ hay bằng cái gì cong cong. Nhìn cái này hơi cong cong. Cái này không biết nó bằng cái gì ta. Mà đánh thì không gây thương tích ngay nhưng mà lại thối thịt, tròn, ê quá. Hai là búa nhựa dùng tra tấn tù nhân. Hai đây búa nhựa. Sao nó không dùng búa sắt mà nó lại dùng búa nhựa? À, cái đầu đỏ đầu xanh là búa nhựa. Thứ hai. Số ba này là gì? Số ba là búa da cũng được dùng tra tấn tù nhân búa da. Đây là búa da này, đó búa da. Rồi. Bốn là roi song thu được ở Tân Hiệp, Chí Hòa năm 75 bằng cây song. Năm là roi song. Năm là roi mây. Mây. Bốn là roi song. Năm là roi mây. Còn sáu là roi dây cáp. À, dây cáp. Loại dây điện độ to dài 1 mét. Có những cái hình ảnh rút móng tay, trời ơi, trời ơi, rút móng tay nhiều quá. Kinh khủng khiếp. Có phải là khóa số 8 cổ không bạn? Đây này, khóa số 8 cổ. Đó, mình quay. Thì kia là móng là hình như giống như đang ở bên cái cùm vừa nãy. Đây là cái móng. Móng suốt. Bên nó xuyên một cái. Cho chân vào đây rồi có cái thanh sắt nó xuyên qua hai cái lỗ như thế này không ra được. Thì cái này là cái gì? Cái 7 đây là còng số 8 răng cưa. Dùng còng tay cùng nhân trong các trại giam nhà tù. Cái này là cổng số 8 răng cưa. Cái kia là cái gì ta? Cái 6 mình nhìn cái 6 đây là cái 6 cái 6 nữa là cái gì ta? Cái 6 lựu đạn mửa có chứa hơi độc gây nôn mửa dữ dội, dùng để tra tấn đàn áp tù nhân muốn kiệt sức ốm yếu trong chế độ cùng đầy khắc nghiệt khổ là có lựu đạn mửa. Sao cái này nó là cái gì? À, cái này là số 7, số 3. Số 3 là điện thoại quân đội đã tháo dỡ ống nghe hai đầu dây điện nối dài cột vào cơ thể người tù. Khi cần khi quay trật số thì máy phát điện truyền đến người tù. Ồ, các dụng cụ chất này. Dao găm số 2 nữa là dao găm. Dao găm nhưng mà nó bọc trong bao da rồi không nhìn thấy lưỡi. Con dao này nó thu ở côn đảo. Tháng 6 năm 75. Mặt nạ chống hơi độc trang bị cho cảnh sát dã chiến trật tự
chuyên môn khi đàn áp tù nhân bằng hơi độc hóa học, hay cái này gọi là mặt nạ chống độc. Mình sẽ đi vào cái tòa nhà nhé. Ở đây khu vực này là khu vực tư liệu.